Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh video của mình. Thì hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu với bạn cái chế phẩm sinh học BOB. Thì đây là chế phẩm sinh học Bacillus Thuringiensis. Thì cái sản phẩm này một gói như vậy là khối lượng tịnh là 30g nha các bạn. Thì công dụng của này là nó sẽ phòng và trừ các loại rầy, bọ xích cứng, bọ trĩ, nhện đỏ, cào cào, ấu trùng, ve sầu, mối, rệp sáp, rầy nâu, sùng đất, bọ hà hại, khoai lang, phòng và trừ sâu tơ, sâu xanh, sâu lá, sâu khoang, sâu keo, da láng, sâu rốm, thông sâu, cuốn lá nha các bạn. Rồi ok, thì mình sẽ đọc cái phần hướng dẫn an toàn, không phải cách ly nè, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, kể cả thời gian thu hoạch. Để tránh thì tránh xa tầm tay trẻ em, tránh thuốc dung dính vào mắt, nếu bị dính rửa bằng nước sạch nha các bạn. Thì để sử dụng cái sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng đầu tiên á, là cái một gói như vậy sẽ sử dụng 100 lít nước nha các bạn. Nếu mình sử dụng cho vườn rau mình nhỏ mini á, thì mình có thể mình nuôi nó cái sản phẩm này trong một cái chai hoặc một cái bình nước nào đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái chai nha các bạn, cái chai nước nè. Đó, nước thì mình chuẩn bị sẵn này các bạn, mình chế gần đầy nè. Đấy, ok các bạn. Đây. Đó. Và mình sẽ chuẩn bị một ít đường để cho nó các cái loại sinh vi khuẩn nó ăn nha các bạn, để nó sống, nó hoạt động. Rồi đầu tiên mình sẽ cắt cái gói này ra nha các bạn. Thì ở trong này nó có hai gói nha các bạn, thì các bạn cứ cắt ra, cắt mình sẽ cắt làm đôi nha các bạn. Mình nói chuyện thì không được hay lắm, mong các bạn thông cảm nha. Rồi đầu tiên thì mình sẽ đổ cái đường này, cát này vô trong cái chai này trước nha các bạn. Okay. Đây, mình làm trực tiếp ở ngoài vườn của mình luôn nha. Các bạn có thể sử dụng sữa hoặc các loại đường khác nha, đường mặt rưỡi đường hay là đường tán cũng được. Rồi thì chế vô á, thì các bạn sẽ lắc cho cái đường nó tan ra nha các bạn, dàn kính lại, bạn lắc cái đường này tan ra nha, lắc cho đều đường nó tan. Còn không các bạn có thể nấu cho nước đường nó tan ra rồi các bạn chế nước lạnh vô nó quậy lên. Ok các bạn, đây thì tạm thời như thế này nha. Rồi ok, đây rồi thì bây giờ mình sẽ cắt cái gói ra trước, mình chế vô. Cái gói này thì nó có cái màu trắng đục như sữa nha các bạn. Để chế vô chai trước. Hôm nay mình sẽ chế, mình xịt cái vườn mấy cây rau với mấy cây cà của mình nó bị sâu, mấy con bọ sáp với lại sâu giả bùa trên cà chua nha các bạn. Bạn nên để xa tầm tay để em nha. Rồi mình sẽ khui gói thứ hai các bạn. Rồi mình sẽ chế trực tiếp vô đây luôn nha. Chế chung vô nha. Cái này thì nó có màu giống như nước trà các bạn. Vàng vàng cánh dáng.
Ok. Rồi sau khi chế xong thì mình sẽ đóng cái nắp cái chai lại nha các bạn. Rồi mình lắc đều lên nha. Mỗi lần sử dụng thì các bạn có thể sử dụng nắp hay một cái lọ nào đó bạn, hoặc cái chung trà uống trà bạn chế ra bạn sử dụng. Khi nào các bạn sử dụng gần hết thì các bạn có thể chế vô thêm các bạn. Bạn để sau khi sử dụng xong bạn đậy nắp lại rồi các bạn để nơi thoáng mát nha, đừng có để ngoài nắng nha bạn. Nếu mà các bạn muốn biết cái này nó sống hay nó chết thì các bạn dở nắp ra nó có cái mùi khác là sống. Còn trường hợp nó bị có cái mùi thúi là vi khuẩn nó không, nó không còn sống nha bạn. Rồi mình sẽ lắc lên, mình lắc đều cho các hai cái chế phẩm này nó hòa vào nhau với lại nước đường nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng nước mía cũng được. Ok. Rồi hôm nay mình sẽ phun, mình sử dụng cái bình 2 lít này các bạn. Đó. Đó. Thì các bạn có thể sử dụng một cái chung trà các bạn rót ra. Còn ở đây mình sử dụng cái nắp này nó có khoảng 30ml. Thì mình dùng 30ml này cho một cái bình 20 lít này để mình phun cà chua của mình nha các bạn. Thì cái chế phẩm này các bạn có thể không cần cách ly nha, sạch xong rồi các bạn có thể sử dụng luôn hôm sau. Rồi mình sẽ chế vô các bạn. Quay rồi, chế cho anh. Tiếp tục mình sẽ đóng nắp lại nha các bạn. Và mình sẽ sử dụng, mình đổ vô chai, mình lắc đều lên. Đưa cái bình này lên các bạn. Rồi tiếp tục. Đây mình sẽ di chuyển camera này các bạn. Đây. Mình chế xong đây, cà chua của mình đây. Không thấy sâu dễ bùa rất là nhiều các bạn. Nè. Thấy không? Cải nó víu víu hết rồi. Đây. Rất nhiều sâu dễ bùa nha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra đây, ở đây. Cây của mình cũng bị nữa nè. Mình sẽ quay cho các bạn xem đây. Đây, đây con bò xích kính bò sáp nè bạn. Nó ăn rau của mình này. Đó. Ở bên đây cây cà chua của mình nó cũng phát triển rất là eo uột nè các bạn. Rồi, ớt mình cũng bị luôn nè. Bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ xịt nha các bạn. Mình sẽ lắc đều, mình bơm thêm mình phun cho cây cà của mình nha các bạn. Cái gì sau mình phun cái này luôn, phun cho ướt lá hết nha các bạn, để cho mấy con sâu này nó mới chết được. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha các bạn. Mình tạm thời mình kết thúc video tại đây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment for the video.